Xin nhiệt liệt hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý quan khách, quý hòa thượng, đại đức cùng toàn thể bà con Phật tử đến với lễ hội cung trăng Ô Cơm Bốc của đồng bào dân tộc Khmer nhân ngày hội văn hóa thể thao du lịch quận Ô Môn, đại đoàn kết các dân tộc thành phố Cần Thơ lần thứ 3 năm 2019. Sumo Ko Sato Chupua Kana Pratipu Khiêu Kata Yo Praopekia Prachau Atika Pratajakun Ngôi ẩn lơ đòi dê ta mê mi mong ôn tình ọ Ban chua rùm khu nằm bì thi bò lên xâm phép ra khai ọ ẩm bốc Nên chân dung chiếc khám ai Nhiều tháng ngày rùm rùm bò bà thò kẻ lá Nâng tê sẽ cho khăn ô môn Mà hà xa mà khi mình đã chân chiếc tì khổng tận thơ Lơ tì bấy khu nằm bì bòn xôn rùa đập phần buồn Chân Kính thưa quý vị đại biểu, lễ cúng trăng là một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội được thực hiện vào ngày Pinpo Lakshmi Phekapdak, tức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ đến công ơn thiên đức của các bậc thiên linh. Trong đó có thần mặt trăng đã ban phước lành giúp dân chúng được mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Song song đó, tiết trời cũng được ôn hòa, sông ngồi đầy ắp tôm cá, nhà nhà no ấm, người người hạnh phúc và tăng gia sản xuất. Theo tục lệ của người Khmer, thần mặt trăng được ví như một vị chư thiên để bảo vệ chăm sóc mùa màng trong năm. Đêm rằm, khi trăng nhô lên, mọi người đều chuẩn bị mâm cỗ lễ vật, trong đó có ông bốc, cơm dẹp, chuối, khoai, vân vân, sắp xếp trang nghiêm trong khuôn viên chùa hoặc trước sân nhà gần bàn thờ chư thiên. Sau đó mọi người tề tụ lại hành lễ tạ ơn thần mặt trăng, xin ngài ban phước lành cho mưa thuận gió hòa để mùa màng tươi tốt, bà con được sung túc ấm no hạnh phúc. Xuân trập ông lộc nè chị ti mệt rầy, bon sape prakai ni chia prak bay ni rồi bỏ chân đôi chia khmai, vì thi bon ban phật lập lần nào ngày pingo rồi mai khai cả đất kia riêng rồi chân nào, đam bay nước rồi lên quân chung po prakatite. Trong lúc miền bà chăn chìa bà át tế bồi ông đang miền đức thiên lục thiên đặc lăng khla bàn phát đo lập đầm nắm các sự cắm bò lì bồ bà tử lê sơ bô tổ đòi mạch kha bóng kia bóng tỏ mà nụ cực rụp bàn thu thiê sư phẹt mẹn tối nâng đầm cơn tên lập phòl tan tâm niêm tâm lọt bà bò chân rung kiếp thư mái bà chăn tốt đôi kia tê bà đá mùi ông áp thị ba đại xa khang phó đầm nắm các sự cắm trong thư nào dư pinh bô rồi mây phê bà chăn lâm rèo lao bà chăn cam ra xe lơ phước lơ rút bà chết nha nha kê tay tài riêng trong bà gia sầm nền nâu tí thị liêng bốc bọt rư mục bà kê men ẩm bốc chê đô đùm lôm trao nâng phô la lục phô lập xếp xê tiết kì trần cửa xa nhìn vui nhìn vui bà bà chung cô chào nâng mục bà kê bì thi cách ẩm bốc xâm phê bà khai xông xì kê đây xông xì kê đây chùm rán cửa tinh tì viê. Đó là ý nghĩa của buổi lễ đêm mai. Nghĩa chìa, bì thi bọn ọ ọ bọc sẽ phải. Mở đầu chương trình của lễ hội, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đoàn diễu hành đèn hoa đăng của các phong sóc đồng bào Khmer trên địa bàn quận tiến vào sân khấu lễ hội. Đồng bây bằng đo cam bởi thi này bọn sẽ phải phát thái khả năng rìa tài này. Giới nhóm xuống một tư sở niệm bằng đa trong bởi tiết khả năng khăn ô mô. Bạn chung mô rụp ruộng đằng hai. Khi ông là rất là thích là thòm, xinh xăm, một đồng con chụp bộ mô quý tử cả chạc, xôn của rụp anh chương.
Thank you.
thâm Phật Sát Sa Việt Nam, bậc thiên sùng cung Phật Sát Sa Phi Công Bằng Thơ, khi ông Phật Đạt Bồ Tát sùng quan cung Phật Thế Ra Phật Thế Ra chúc bà ông, phong trang lục ta lục dế lục biên lục biên đồng o đại ban mất tâm yên mất bể đi. Được các vị A Cha đúc miếng tốt đẹp cho trẻ và hỏi các em mơ ước được gì và trong tương lai có hoài bão gì. Nếu muốn được gì thì cứ ước nguyện cho thời khắc này sẽ có thần mặt trăng giúp ước mơ của mình trở thành hiện thực. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Đối với con cháu thể hiện sự dung hòa trong cuộc sống đối với nhau, giúp các em nhận thức được yêu thương, giúp đỡ và đoàn kết trong cuộc sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.